chương trình khởi nghiệp này, một chương trình mà đúng là bản thân của Hiếu cảm thấy là rất là tuyệt vời và rất là tâm đắc. Chủ tịch Đặng Minh Phú của tập đoàn Trung Nguyên đã lựa chọn ra cho các bạn những cái cuốn sách mà hay nhất và thực sự cần thiết nhất, thì Mỹ Linh nghĩ đấy là một cái điều mà các bạn rất là may mắn hơn so với Mỹ Linh ngày xưa. Khi được tham dự chương trình, mình cũng có thể cảm nhận thấy, bản thân mình cảm nhận thấy đây là một hành trình ý nghĩa như thế nào. Chính bộ sách này đã giúp cho May rèn luyện được một tinh thần chiến binh, một ý chí vĩ đại và một sự khát khao được thành công, được hạnh phúc. Em cũng mong muốn thì hôm nay mình sẽ đủ ý chí giống như những tấm gương trong cuốn sách này, và sau này mình sẽ có thể thay đổi được tương lai của mình ạ. Đây là một hành trình của Chủ tịch Tập đoàn Tâm Trung Nguyên có thể đem lại đến cho những bạn trẻ, đặc biệt là trong quốc gia của chúng ta, để quốc gia chúng ta phát triển hơn và lập nghiệp, khởi nghiệp, làm chủ và vươn lên tầm thế giới. Đó là con người Việt Nam, thì chúng ta hãy suy nghĩ làm sao giúp cho đất nước Việt Nam mình cùng phát triển, cùng đi lên, và từ chính những người bạn Việt Nam, chúng ta đoàn kết góp từ mỗi phần công sức nhỏ của chúng ta cùng đi lên ạ. Cái chương trình này nếu mà thực hiện mở rộng thêm nữa thì thói quen đọc sách của người Việt Nam nó sẽ hình thành dần dần và càng ngày nó càng phát triển, và tới một lúc nào đó thì nó sẽ phát huy cái tác dụng giống như những người châu Âu, lúc rảnh là họ mang cuốn sách ra họ đọc và họ ứng dụng những cái họ đọc được thì cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Mình muốn là cái chương trình này sẽ lan tỏa đến khắp tỉnh của đất nước mình.